một đêm thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc. Để tiếp nối chương trình, tôi xin ca tiếp nhạc phẩm Những Lời Nào Cho Em. Xin mời quý khách cùng nghe. Những lời này cho em, ta phò ta chưa nửa cuộc tình, thay đam mê thể chắc căng đầy, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hờn ta đối mặt đời, tim đơn tôi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, những hai kẻ là em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu, thoáng buồn dài không ngốc, toàn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đời ta khắc phải nửa đời, tim đam mê thể xác ra đời, chết giữa đò đài khi tàn mong em ơi. Lời này cho em, ta hờn ta khi đối mặt đời, đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ là em gặp anh quanh mặt, anh gặp em gục đầu, thoáng buồn dài hôn hút, đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đời ta khắc phải nửa đời, thôi đam mê thể xác ra đời, chết giữa đò đài khi tàn mong em ơi. Thôi đam mê thể xác ra đời, chết giữa đò đài khi tàn mong em ơi. Cảm ơn tiếng hát của anh Đức rất nhiều. Tiếp theo xin mời tiếng hát của cô Tiên. Cô Tiên trình bày nhạc phẩm được mang tên Chắc Gì. Xin mời cô Tiên.